Chơi bét nhiều quá, tạm gác bên bét tới bên. Sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ sưu tập nhẫn Mỹ. Chơi cái nhẫn Mỹ này là cũng phải có một sự đam mê. Cho anh em bây giờ là cũng phải trả giá. Không một chiếc nào, gần như là không một chiếc nào giống chiếc nào cả. Cái mắt thường là em sẽ không thấy đâu. Mà soi lên và em có thể em nhìn được từng ô cửa. Có những cái tòa nhà như thế này mà em phải cọ soi lên thì em mới thấy được những ô cửa. Đó là hai mặt thật đa phần khác nhau. À, kể cả những cái li ti ở đây anh em có thể quay lên không thể biết được nguyên một sợi xích, ví dụ một sợi xích quấn quanh. Cái việc mà khai thác vàng chắc là cũng chưa có nhiều như bây giờ. Đó là chiếc nhẫn ngày xưa để cho tiết kiệm ha, coi như là lỏng cái chỗ này. Trường nó gọi là trường đỉnh nhất chất là về huấn luyện và quân sự. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay coi như bữa giờ chơi bét nhiều quá, tạm gác mấy con bét tới bên ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ sưu tập nhẫn Mỹ của anh Tuấn Anh ha. Đây là một người anh cũng chơi với mình cũng khá là lâu năm rồi, từ chơi bên bét qua anh đây. Thì bây giờ ảnh bận quá, anh không có chơi bét nữa. Nhưng mà cái bộ sưu tập này của ảnh đã được ảnh sưu tập cũng mấy chục năm rồi, khoảng 30 năm nay rồi đó. Một bộ sưu tập rất là khủng, rất là nhiều cái đẹp, có nhiều cái hay để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ok anh ơi. Hồi xưa mình cũng được tặng một cái anh của em cũng làm tiệm kim hoàng bên kia cũng có tặng cho em cái mà em đeo em vướng quá, xong rồi cuối cùng nó rớt đâu em cũng không biết luôn. Thực chất thì chơi cái nhẫn Mỹ này là cũng phải có một sự đam mê, một sự tìm hiểu. Nếu mà không phải nói là một số anh em bây giờ là cũng phải trả giá. Trả giá làm sao? Trả giá vì mua phải cái nhẫn fake. Những cái nhẫn không được đúng là nhẫn Mỹ. Mà cái nếu mà rơi vào cái hoàn cảnh đấy hoặc rơi vào cái đấy thì thôi để đến tí mục sau mình sẽ nói rõ. Còn bây giờ thì mình giới thiệu sơ qua về nhẫn Mỹ thì cũng cách đây khoảng phải 30 năm, 31 năm, từ năm 92, 93. Thì thời điểm đấy thì làm gì có nhẫn Mỹ nhiều để mà mua mà sưu tầm như bây giờ đâu. Giữa Việt Nam và Mỹ còn không mở rộng nhiều thì thời điểm đấy có thể cũng chỉ có vài chiếc nhẫn từ lính từ thời xưa thì thôi mình nhắc. Nhưng mà đến thời mở cửa thì có một số nhẫn vào và trưng bán ở tiệm vàng. Thì bắt đầu khoảng 92 là mình biết về nhẫn Mỹ. Và đó là từ khi lúc biết nhẫn Mỹ thì là nếu càng biết thì lại càng mê. Và tại sao mỗi một chiếc nhẫn Mỹ không một chiếc nào, gần như là không một chiếc nào giống chiếc nào cả. Đó, nó từ họa tiết của hai bên hông cho đến mặt hột, cho đến biết chiều sâu hơn về nữa thì nó là còn cả chữ ký bên trong. Có những chiếc nhẫn bên trong chữ ký thể hiện cho từng cá nhân. Đó, và cái này nó là thủ công hết luôn ha? Không, thủ công thì về những năm 50 thì gần như là mỗi một chiếc nhẫn là thợ thủ công làm trên từng chiếc nhẫn. Và những chiếc nhẫn đó như nếu mà được giữ đến thời điểm bây giờ thì rất hiếm có những chiếc còn những cái họa tiết mà còn được rõ sắc nét. Cho nên anh sưu tầm sau này thì anh sưu tầm nhẫn của những cái trường mới sau này thôi. Cho nên có những cái họa tiết bên cạnh nó vẫn còn rất sắc nét. Nếu mà đưa lên kính lúp vi tính có những cái nét nó rất nhỏ của trên cái góc cạnh của cái trường. Sau này nếu mà anh sẽ cho gửi một số hình ảnh Nam soi, có những cái đó soi lên từ họa tiết li ti mà nó như một cái tòa nhà thật. Có từng cái chữ của trên cái cạnh của trên trường. Thấy cả cái chữ trên trường. Chữ rất là nhỏ mà chỉ dùng kính lúp mình mới soi được. Đó, mà cái mức nó nhỏ mà nhỏ coi mắt thường là em sẽ không thấy đâu. Mà soi lên và em có thể em nhìn được từng ô cửa của trong những cái tòa nhà bên cạnh của những chiếc nhẫn. Đó, ví dụ tòa nhà của những chiếc nhẫn bên cạnh, hoặc là ví dụ đây. Có những cái tòa nhà như thế này mà em phải cọ soi kính lúp soi lên để em mới thấy được những ô cửa li ti bên trong này, hoặc những cái dòng chữ nhỏ của bên trên của những cái trường. Để này từ anh tính cho ví dụ này, có những ô cửa hoặc những cái viên mình nhìn vào như những viên gạch và nhìn vào những cái tòa nhà mình nhìn nó có chiều sâu giống như là 3D vậy. Mình nhìn có trước có sau, nó có những ô gạch, những viên gạch thế này là 3D luôn nè, khối đó, đó. Đó. Cho nên tại sao mình thích những cái chiếc nhẫn nó đẹp của hai nét hai bên cạnh, viên đá bên trên,
và ví dụ như bên trong này có những chữ ký, nó đều khác nhau cả. Không chiếc nào giống chiếc nào. Cái đó là cái điều đầu tiên mà anh đam mê về cái nhẫn này. Và kể cả những chiếc nhẫn ở đây, có những chiếc là cái duyên nó mới đến với mình. Có thể không phải đến với mình ngay đâu, nhưng mà một cái duyên nào đấy, nhiều khi đi một vòng lớn cũng vẫn là quay về lại cho mình. Thì nó là cái duyên thôi. Còn nếu mà bắt đầu bây giờ mình nói là từ những cái duyên ban đầu để mà mình sưu tầm nhẫn, mà thì nhẫn Mỹ này, giới thiệu sơ qua về nhẫn Mỹ. Nhẫn Mỹ thì xuất phát có từ rất là lâu. Có những chiếc hiện tại bây giờ là nó 192 mấy, 193 mấy. Chiếc đó hoàn toàn người ta làm thủ công, chỉ mỗi một thợ chạm khắc trên những chiếc đấy mà nó không cạn, không sắc nét như bây giờ đâu. Đó, cho nên không thể nào mà sưu tầm những chiếc đấy, chỉ là giá trị kỷ niệm và nó nhìn nó mòn lắm. Anh không thích chơi những cái dòng đấy, mà anh chơi những chiếc dòng những trường hiện tại. Trường thì anh nói phân biệt ra để mà mình biết, tức là những cái trường nhỏ nhất, những nhẫn mà ít giá trị nhất thì tức là school và high school. Em hình dung không? Thì đấy là từ thấp đi lên. Đến trên nữa là bắt đầu college hoặc là university. Đó. Cao lên nữa là bắt đầu một số dòng. Ví dụ, anh ví dụ đây, như những chiếc VMI là viết tắt của Virginia Military quân đội á. Institute. Tức là trường kỹ thuật quân sự Virginia. Đây là một trong năm trường lớn nhất nước Mỹ. Và cũng là trường huấn luyện quân sự, một trong năm trường lớn nhất tại nước Mỹ. Các bạn có thể thấy cái tiết diện nó dày cui luôn, mà cầm lên là nặng gần 2 lượng vàng. Gần 2 lượng vàng. Sắp xỉ một lượng chín mấy. Trời. Dòng này cũng gọi gần như gọi là dòng kinh của nhẫn, tức là nó to nhất của trong các loại nhẫn. Và cái điều đặc biệt của cái nhẫn Mỹ á, là hai mặt bên này á, là hai mặt đa vần khác nhau. Thì lát nữa anh Tuấn Anh sẽ giải thích cho mình là tại sao và những cái con số họa tiết cho đúng nên rồi. Sẽ rất là chi tiết luôn ha các bạn ha, rất là đã. Anh thôi giờ mình đi từ gốc đi anh. Tại sao gọi là nhẫn Mỹ, có thể là xuất xứ từ Mỹ? Nhẫn Mỹ thì là từ Mỹ, ban đầu vẫn là từ Mỹ. Nhưng mà chưa kể sau này có một số cái thì từ người ta lạm dụng nhẫn Mỹ, tại vì có một số nhẫn không phải từ Mỹ. Còn ban đầu vẫn là nhẫn Mỹ, tất cả nguồn gốc là từ Mỹ ra. Sau này chỉ có một số nước làm thêm nữa, như quân sự của bên Philippines. Anh cũng chỉ mới thấy dòng quân sự của Philippines qua thôi. Chuẩn ngoài ra vẫn là chỉ nhẫn Mỹ trở ra. Và em nghe anh giới thiệu cũng như là đó giờ em cũng biết là nó thường xuất phát từ cái trường. Thì cái này nó giống như là một cái gọi là gì, là cái văn hóa hoặc là cái tập tục học sinh ra trường. Đúng rồi. Sẽ có. Thì tất cả các trường ở bên Mỹ đa phần khi tốt nghiệp là người ta có học sinh có nhu cầu giữ lại kỷ niệm gì đấy của trường hay không. Đấy, ví dụ như những trường trung học nhỏ thì các em nó vẫn có thể đặt những cái đây ví dụ như anh và chỉ cho em là có những cái người ta đặt chỉ bằng hợp kim bạc. Hoặc là hợp kim, vẫn gọi là hợp kim, nhưng mà một số bên Mỹ nó gọi stainless hoặc là lấy, nhưng mà nó là hợp kim. Một tổ hợp hợp kim chứ không phải là gọi là inox. Đó, thì những cái nhẫn đó rẻ. Rẻ hơn những cái dòng nhẫn vàng. Đấy, nếu mà em hỏi nói như thế thì anh lại đưa thêm một cái nữa là hơi lai rai chút để từng khoác tí em nhắc lại em kia. Thì nhẫn Mỹ nó có các chất liệu, ví dụ rẻ từ dưới đi lên là hợp kim và bạc. Hợp kim có nhiều loại hợp kim. Đó. Hợp kim nó có nhiều loại hợp kim. Do đâu là như thế? Tại vì do mỗi một trường. Tại vì bên Mỹ nó có khoảng 4 hay 5 công ty chuyên làm nhẫn cho các trường. Có thể năm nay một cái trường này tốt nghiệp, nó chọn một đơn vị nào đấy để mà làm ra chiếc nhẫn. Thì một cái công ty đấy nó lại có một loại hợp kim đặt tên riêng khác nhau. Đó. Nhưng mà về cái nhẫn dòng cấp thấp nhất của cái về chất liệu thì là nó có bạc này, hợp kim bạc. Nhưng mà hợp kim bạc nó rất là cứng chứ không phải bạc mềm. Mình bóp như thế đâu, nó đã có pha và rất là cứng và chắc.
Thứ nhì là hợp kim, như anh vừa nói là hợp kim của một số hãng, ví dụ như mấy hãng chuyên làm nhẫn Mỹ, là ví dụ thằng Chotten này, thằng Hepson này, thằng Akvet này, thằng John Robert này. Xưa thì có thằng D&C này, rồi có một số dòng nữa, nhưng mà đấy là anh kể một số cái hãng đó. Và đến thứ nhì là đến vàng. Vàng thì có hai loại, yellow gold. Đó, yellow gold, tại sao nó gọi yellow gold là những chiếc màu vàng vàng như thế này thì nó gọi là vàng vàng. Đấy, thì vàng này nó cũng là từ, họ làm cái này là vàng rất là cứng, cho nên họ làm thứ nhất là vàng 10K là phổ biến nhất, cho đến vàng 14K và một số cực kỳ hiếm là vàng 18K, nhưng mà rất là ít, họ chỉ làm vàng 10 và một số là 14. Đó. Quá hay luôn các bạn. Anh Tuấn Anh có một cái mà nói chuyện với anh rất là thú vị, là anh đã chơi cái bộ môn nào là anh tìm hiểu rất là sâu luôn. Hồi xưa ảnh chơi beta rồi cũng vậy, cũng lai tạo ép đẻ chơi rùa, cũng có thi nhá, có thi nhá, lai tạo ra đến con cá để thi đi thi cùng các anh em. Hiện tại giờ vẫn còn một số anh em các tỉnh, ví dụ như là Đà Nẵng hay Nha Trang, hiện tại giờ một số anh em vẫn ở Thành phố Hồ Chí Minh này, thì từ thế hệ trước, các 7-8 năm trước mà chơi beta thì giờ vẫn còn nhớ anh, mà bây giờ anh vẫn hội họp với anh em nhiều mà. Đó, cho nên cái gì cũng nghiên cứu rất là sâu, con rùa rồi cũng vậy, cũng nghiên cứu rất là sâu, cách chăm sóc chữa bệnh rồi các thứ rất là hay luôn. Là LG nói chung là mát tài, mà nói chuyện với anh rất là sướng, tại vì anh chơi là anh tìm hiểu rất là kỹ, mình ngồi mình nghe không là mình cũng thẩm thấu rồi, cũng đã lắm rồi. Bây giờ mình nói thêm một số cái vừa rồi anh nói là về các trường, tức là trường thấp nhất là trường high school, trung học rồi college, rồi đại học. Thì thực tế ra cỡ khoảng hơn chục năm trở lại đây, thì khi cái lượng nhẫn bắt đầu là về được Việt Nam nhiều, thông thương hai bên về mười mấy hai chục năm nay là nhẫn bắt đầu về nhiều. Và hệ thống trên mạng giống như bắt đầu ngày xưa phố mua bán hay một số cái mở ra thì anh em mới thông thương với nhiều, mới mua bán nhiều. Chứ còn nói thực sự thì cách đây 30 năm thì mình chỉ ra tiệm vàng rất là ít. Sau này đến cỡ khoảng những năm 2000 thì anh cũng chỉ ra những cái chợ, người ta hội họp với nhau bán nhẫn, bán đồng hồ, bán dây chuyền, bán các thứ. Mình sưu tầm, ví dụ như Việt Kiều hoặc là một số nguồn họ về thì có một số lượng, thì mình sẽ sưu tầm, kiếm những cái nào đẹp mình sưu tầm để cho đến ngày hôm nay là như vậy. Thì thực tế thì nhẫn Mỹ thì mình đã nói từ cấp thấp, tại sao mà có từ hợp kim bạc cho đến vàng đó. Rồi bây giờ nói về đến trường, là trường bắt đầu trường ví dụ như high school hoặc là đến cho đến university về sau nữa, thì sau này là có 5 trường là gọi là làm ra nhẫn, và đến dân Việt mình là yêu nhất, đẩy giá lên cao nhất và là cái giá trị nhất. Nói đầu tiên thì thực tế thì mình lại không sưu tầm cái con nhẫn, nó gọi là cái trường đầu tiên đây, một trong hai trường đầu tiên để mà mình nói đến là trường mà mình, trường này thì nó là Naval Academy, trường hải quân. Ví dụ như có những ông đô đốc ra, ông vẫn có những chiếc nhẫn bạc của ông. Họa tiết của nó tuy nhỏ nhưng mà cực kỳ sắc nét. Tí anh sẽ nói một trường cao hơn, giá trị hơn trường này, nhưng mà sắc nét, độ sắc nét và độ đẹp thì là anh lại không đánh giá độ đẹp để mà sưu tầm bằng cái Naval Academy. Đó. Có nghĩa là cái này nó giống như là cái, nó thuộc về một cái truyền thống, một cái văn hóa của nước Mỹ vậy các bạn. Khi tốt nghiệp trường là sẽ có cái này giống như là một cái quà kỷ niệm. Đấy, kể cả từ những cái vành đai nó đều có những sợi xích vắt dài lên chiếc nhẫn. Và thậm chí là sau này ví dụ như gặp nhau ngoài thì thấy hai đeo hai chiếc nhẫn là biết là học sinh của trường này. Đó, kể cả những cái li ti ở đây anh em có thể quay lên không thể biết được, nguyên một sợi xích, ví dụ một sợi xích quấn quanh hoặc ví dụ như những cái thuyền, những chi tiết cực kỳ sắc nét, nói thì qua quay này em không thể soi hết được. Đúng rồi, chụp lên, soi lên, giọng lên
thì mới thấy hết được. Yeah. Đấy, về và những cái nhẫn trường này thì mỗi một khóa học như khúc trước anh có nói là mỗi khóa học họ có thể chọn một đơn vị, một công ty yeah. làm ra chiếc nhẫn cho cái khóa học đấy của họ. Trên trong đây đều có cái dấu gọi là dấu mộc hoặc dấu triện yeah. của cái trường đấy, cộng với đề là ký tự trong đây nó đề là 10K, 14K hoặc là số nhỏ là 18K. Yeah. Và thêm một số nữa là có một số nhẫn xưa và một số nhẫn giá trị sau này thì nó có gọi là nó có chữ ký. Nó có chữ ký ở bên trong. Đây ví dụ như nhìn khủng à, một sưu tập đã luôn. Nó mà thu thập ngốn hết cái lượng thông tin này cũng là hơi mệt đó. Đây, Nam có thể cầm cho bạn quay. Đây là cái chữ ký. Chữ ký đây có cái vết khắc bên trong này. Vết khắc ở bên trong. Đó là chữ ký và tên. Có một số trường ví dụ như là West Point hoặc là Naval của những ông tướng sau này hoặc là đấy, sưu tầm nó là rất là giá trị, tại vì trong đấy có chữ ký, sẽ có năm người ta sợ chỉ có chữ ký có tên đấy là vào trên cái bảng danh ba bạ của học viên của những cái khóa đấy sẽ ra năm nào tên gì đấy, là ví dụ nó có đấy là nó thể hiện chữ ký luôn nha anh em. Có chữ ký, gọi là chữ ký mà khắc sâu trong đấy, mà khi chỉ khi người ta làm chứng nhận này người ta mới làm được. Quá giá trị luôn. Ok. Riêng về chiếc nhẫn này của anh giá trị đến bây giờ là cỡ khoảng 180 triệu. Nó một trong những cái anh sưu tầm khoảng 20 mấy năm về trước về chiếc nhẫn này. Anh nói thêm nữa là ngoài chiếc vừa rồi anh nói Naval Academy thì cái Norwich này hiện cũng là một trong 5-6 trường mà cũng được dân chơi coi như là đúng rồi, săn lùng. Và Norwich nó cũng có ví dụ như những cái của anh đây là những năm một em để ý nhé, nó để thể hiện 1960 thường thể hiện 1960 đây là cái năm tốt nghiệp năm tốt nghiệp, cái khóa tốt nghiệp ra nhưng mà không thể tránh một số trường hợp là sau này người ta có xin đặt lại nó cũng thể hiện số đấy nhưng mà không có đúng của những năm đấy. Đấy, một số cái giữa sự phân biệt của những nhẫn trước những năm 1970 thì là thường là đáy của nó là đáy nó không làm kín, nó không làm phun nó không làm phun đấy, và có những chiếc thì nó làm lỏng ở bên trong, rỗng bên trong đấy, những chiếc như này là rỗng bên trong nhưng mà nó đổ keo, có những chiếc rỗng bên trong không đổ keo. Đây ví dụ như chiếc này rỗng không đổ keo, có những chiếc rỗng nó đổ keo vào và có những chiếc rỗng rất là rộng rộng bên trong. Thời ngày xưa vàng họ cũng không làm nhiều đâu thì ví dụ như những chiếc này của anh là nó là 1958 1956 đấy, thì những chiếc xưa thì nó đều thường trước năm 1970 là làm rỗng ở dưới đáy. Đó là chơi nhiều thì mới biết. Còn có thể những chiếc sau này họ đặt thì mình cũng không thể ấy hết được. Thì bên này thường ví dụ đây nó đề 1819 là ngày thành lập trường. Một bên thường là ngày là năm thành lập trường và một bên thường đấy nhá. Đây là theo kinh nghiệm của anh và một số cái thì là theo anh biết là vậy. Còn một bên là năm ra trường, năm cái tốt nghiệp, đúng rồi. Thường thể hiện hai bên đấy là hai con số và hai bên cạnh đều không có giống nhau, đa phần đều không giống nhau và đều có các họa tiết. Ví dụ như trên đây có những cái chữ rất là nhỏ thôi, ví dụ như là để anh coi, có những nhỏ mà em phải soi chữ thật ấy ra đây. Ví dụ như đây nó có chữ NUCC. Đấy là trường ấy. Và hoặc ví dụ như bên này nó chữ nhỏ đây, chắc anh ấy em cũng chắc không thể đọc được hết, ROTC. Đó là nó thể hiện cho là cái khóa quân sự. Ví dụ trong một trường này ví dụ như nó vẫn có cái khoa mảng kinh tế và có mảng quân sự. ROTC một số cái mảng về quân sự em đọc coi như là cái logo của từng cái mảng mà chữ rất là nhỏ nhưng mà chữ em phải soi ra thì em mới
hết. Đây các bạn có thông tin này mình cũng mới được anh Tấn anh chia sẻ, đó là thường trên đây nó sẽ có hai con số ha. Thì nó sẽ là một bên nó sẽ là như nhẫn này là nhẫn đặt sau này, đặt sau nhẫn này là sau, à sau thì nó không nó... đúng 64 đâu, à không đúng 64, à rất là hay từng cái chi tiết trên này luôn. Ở trong này có cái chiếc nào gọi là đầu tiên của anh không anh, còn không chiếc đầu tiên mà đưa vô đam mê luôn. Chiếc đầu tiên đưa đến đam mê đến ngày hôm nay thì anh không còn giữ. Yeah. Ngày anh không còn giữ tại vì ngày xưa những chiếc nó không được đẹp. Yeah. Đó, cho nên anh cũng giảm dần một số nhẫn không đẹp đi. Yeah. Để mà anh sưu tầm anh giữ lại những cái gì đẹp. Ví dụ đây những chiếc này 63. Yeah. Đó, 63 thì là phải biết đấy, ví dụ đây một đấy, năm đấy đây 63 là đít, đít là đít rỗng. Yeah. Và đá trên mặt đây là đá không có tráng thủy ở đít. À. Tráng thủy ở đít. Tráng thủy ở đít thì ví dụ đây đây anh nói với em có những chiếc chiếc như thế này. Yeah. Là đây là bên trong đây là mình có tráng thủy. Yeah. Đấy và ở dưới là đít, đít đặc, đít bằng. Cái tráng thủy nó sẽ giúp cái hàng thực tế nó sẽ chiếu hơn. À chiếu hơn. Nhưng mà thời ngày xưa theo anh nghĩ là những chiếc này thì thời điểm đấy người ta chưa có kỹ thuật người ta không làm tráng thủy và nó rỗng đáy. Yeah. Có thể tráng thủy nó cũng rộp. Yeah. Nó không kín. Yeah. Chứ anh nghĩ những năm sau mấy nó phải có gương ấy nhỉ? Chắc có rồi chứ. Có chưa? Có thời đấy mình làm gương thì chắc là gương kiếng là chắc thời điểm có rồi. Yeah. Nhưng em phải biết là cái này khi họ làm là rất là kín. Yeah. Mà sử dụng một thời gian mà ví dụ như người không giữ kỹ vỡ hạt hay nứt thì nước nó vào nó sẽ rộp ở dưới lên. Yeah. Rộp cái lớp tráng thủy lên. Yeah. Thì theo anh nghĩ là như vậy tại vì cái này nó không bảo vệ đít không gì hết. À. Thì đa phần anh nhìn những chiếc nhẫn này đều không có tráng thủy hết. Có thể đó là lý do đít không có che gì hết là không bao giờ có là như vậy. Đấy, để có những chiếc mấy chục năm này, đây là cái chiếc của trường kỹ thuật hàng không thôi. Yeah. Đó đấy. Ví dụ như những chiếc 63 đó. Mà để đến nguyên zin, zin đến viên đá. Phải chơi rồi mới biết đá zin hay đá chưa zin. À. Tại hiện tại đến bây giờ thì Việt Nam mình thợ rất là giỏi. Họ có thể thay những viên đá mới. Yeah. Đá mới thì tí này anh sẽ nói là sẽ có đá là những loại đá như thế nào. Yeah. Đó. Mà tất mà có thể những người xem, người nhìn nhận không thể nhận ra là đã từng thay. Cái kỹ thuật nó tốt vậy luôn đó, đó, đó. Thì các bạn chơi thì tìm hiểu về yếu tố lịch sử thì mới nói chung là cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó chứ không phải là chơi kinh nghiệm đấy. Kinh nghiệm á thì có thể là ngày xưa cái việc mà khai thác vàng chắc nó cũng chưa có nhiều như bây giờ, chưa có hỗ trợ, đâm ra là chiếc nhẫn ngày xưa để cho tiết kiệm ha thì người ta sẽ làm coi như là rỗng cái chỗ này đó. Và chính vì rỗng cái chỗ này á cho nên là cái viên đá có thể là sẽ người ta không có áp dụng cái việc tráng gương tại vì nó sẽ có những cái rủi ro mà nước thấm mà nó rộp lên như đó. Đó thì đó là cái câu trả lời cũng như là cái lời giải thích mà dựa trên kinh nghiệm của người chơi ha các bạn ha. Đó còn nhẫn sau này thì nó đúc bích luôn rất là hay này, để đây anh. Rồi vừa rồi anh nói lên cái trường Navan Academy đầu tiên thì thực tế trường đấy không phải là trường hot nhất và là trường mà chuộng nhất của nhẫn Mỹ. Yeah. Tuy là nó là nhẫn đẹp nhất theo sự đánh giá của anh. Yeah. Thì anh giới thiệu trước nhưng mà anh thì về sau anh sẽ nói rõ hơn tí thì một số cái nhẫn nó đẩy lên giá quá cao cho nên anh không sưu tầm những chiếc lớn và anh chỉ sưu tầm những chiếc bé. Ví dụ như hiện tại bây giờ là chiếc này là chiếc Westpon. Westpon là trường nó gọi là trường đỉnh nhất của bên Mỹ. Yeah. Thực chất là về huấn luyện và quân sự. Nhưng và những cái nhẫn này thường đa số là dành cho cái trường quân sự ha. Không trường quân sự. Đây anh đang giới thiệu một trong anh giới thiệu cho khoảng 5 nhẫn cái trường lớn nhất. Trường lớn nhất. Nhưng mà đa phần nhẫn của trường quân sự thì lẽ là những nhẫn đẹp nhất. À. Em hiểu chưa? Dạ dạ. Rồi anh sẽ giới thiệu tiếp, anh nói sau khi xong này. Thì thực tế thì chiếc Westpon nó gọi là chiếc nhẫn đỉnh của đỉnh đỉnh của
những người sưu tầm nhẫn. Tuy họa tiết nó không khó được như thằng Navan Academy. Thằng Navan nó còn hết tất cả đai, xích nó đều dưới, trải dài hết tất cả trên. Nhưng mà thằng West Point nó lại là cái trường danh giá nhất tại nước Mỹ. Tại vì nó là huấn luyện về quân sự. Nhưng mà trường đấy ra không làm về quân sự. Thì hiện tại bây giờ cũng đã một số ông, có cả ông Tổng thống cũng từ West Point ra, anh không nhớ tên thôi. Và một số ông, tức là chủ tịch tập đoàn các thứ, và rất thành công kể cả trong lĩnh vực về kinh tế. Tại vì khi người ta kêu bảo nộp hồ sơ cũng từ trường West Point ra vào những cái công ty, chỉ là công ty về tài chính thôi, thì ví dụ như tỷ lệ nộp hồ sơ đấy từ trường West Point ra vẫn là cái tỷ lệ đậu cao hơn những cái trường khác, chứ không chưa nói về đến ví dụ như là Harvard hay các thứ. Nhận trường Harvard không đẹp nha. Không đẹp à. Nhận lại Harvard không đẹp. Anh lại không sưu tầm chứ nhận trường Harvard. Đấy, thì hiện tại hai chiếc mà nổi tiếng nhất của nhẫn Mỹ mà dân sưu tầm nhẫn Mỹ đều cố gắng là West Point và Navan Academy. Và nó thì, có hết tới đây rồi. Nhưng mà anh chỉ sưu tầm Navan Academy một chiếc nhẫn vàng trắng và một chiếc nhẫn vàng vàng vàng. Vô tình thì anh cũng có thể sưu tầm được nó giá trị chỉ bài rẻ bằng 1/10 hoặc 1/5 so với cái giá trị hiện tại bây giờ thôi, nếu mà từ xưa, nhưng mà nó là cái duyên. Đó. Những chiếc Navan Academy hoặc là West Point này có thời đỉnh điểm cách đây khoảng 2-3 năm là nó đã đẩy lên giá trị cao nhất, đó là 14-15.000 đô một chiếc. Mà một chiếc nó không có nặng bao nhiêu cả, một chiếc nó chỉ nặng khoảng 20-30 gram thôi, 28-30 gram, tức là chỉ khoảng 8 chỉ vàng thôi, nhưng mà nó giá trị lúc đấy là đã đẩy lên đến 14-15.000 đô giá trị sưu tầm á. Đúng rồi đấy, mà đến bây giờ thì cũng vẫn là 5-7.000 đô. 5-7.000 đô. 5-7.000 đô hiện tại giờ trung bình vẫn là 5-7.000 đô. À, cái thời điểm trước là người ta giống đỉnh cao bơm giá lên. Đúng rồi, đẩy lên lúc ít bơm thì cũng phải bơm. Thực sự thì mình cứ hiểu này này, cái giá trị vật chất không phải là tự nó có, mà do con người định giá. Mình thích ít thì tự khắc nó giá nó lên. Đúng rồi. Cung ít cầu nhiều, mình thích bao nhiêu mình chơi. Đúng rồi, chơi sưu tầm là vậy mà. Đó,